Chào các bạn, bữa nay các bạn có nhận ra là cái vườn này là vườn nào không? Các bạn nhìn đó, các bạn thấy sau lưng mình ha, đây là cái cây sầu riêng của vườn này. Chia sẻ các bạn, đây là vườn của anh Hên Lý. Sau 2 tháng đi theo quy trình của kỹ sư Thái phục hồi vườn thì hiện tại vườn của anh Hên Lý nó như thế này. Nghĩa là sao? Hiện tại vườn của anh Hên Lý là lá lấp lá, và ở ngoài các bạn nhìn vô là các bạn sẽ không thấy cái cành nhánh ở đâu nữa ha. Đó là một cái thứ hai nữa là đọt của anh Hên Lý nó ra một cách liên tục luôn, nó ra đọt cái kiểu ra từ dưới là lên trên. Chút nữa mình sẽ quay gần các bạn để coi, nhưng mà mình muốn chia sẻ các bạn là hiện tại theo cái khoảng 2 tháng thôi thì vườn của anh Hên Lý nó được như thế này ha, 2 tháng. Và mình muốn chia sẻ các bạn là hiện tại phân là như gãy thế nào và gãy thuốc thế nào ha, cùng theo dõi các bạn. Rồi quay gần lại giùm anh nè, cho coi là hiện tại nè, dàn lá của anh Hên Lý nó đọt nó như thế này nè các bạn. Đọt nó ra liên tục, những cái cơi đọt ngày trước á, nó ra được một cơi thì hiện tại nó ra thêm một cơi nữa, nó ra thêm tiếp cơi nối này 2 nữa, các bạn thấy không? Đọt nó ra nè, nó ra đều, nó ra từ dàn dưới, nó ra từ dưới, nó ra thẳng lên trên. Còn nếu các bạn muốn so sánh á thì các bạn coi lại cái clip cũ thì các bạn sẽ thấy được cái cây của anh Hên Lý ngày trước nó như thế nào và hiện tại nó như thế này, thì nó đã khác coi như là thay đổi gần như 100% các bạn. Đọt ra từ dưới lên trên ha, đọt nó ra nè. Rồi còn cái đây là một cây ha, thì hồi mình sẽ dẫn các bạn đi dài qua phía bên kia nữa để coi. Rồi các bạn đi theo dõi với mình ha, đi dài ra phía sau. Quên nữa giới thiệu thì các bạn hỏi mình là Thái ơi, cái hiện tại là phân gãy giai đoạn kiến thiết cơ bản giai đoạn phục hồi cây này là gãy phân gì? Thì trong cái thời gian mà sau khi mình xử lý rễ, mình cho nó ra đọt thì mình có dùng cái phân hữu cơ này đây các bạn, mình có dùng cái phân hữu cơ này, phân hữu cơ on round marathon lon gì đó, tên nó là marathon on round 1246, nó có ghi tên các bạn, cái bao này nó có ghi tên bên hông này nè, đây marathon on round 1246. Và cái bao này bán rất là nhiều, ở đâu cũng có bán hết, gần như là toàn quốc, chỉ có riêng thị trường miền Bắc thì mình không biết, nhưng mà thị trường miền Nam này mình biết là ở đâu cũng có bán hết. Đắk Lắk, Buôn Mê hay là Bình Phước đồ nè, dài nhất mà chủ yếu là cái miền Tây là bán rất là nhiều. Bao này là tên là marathon on round 1246, hàng của Hà Lan sản xuất và công ty Hoàng Dũng nhập khẩu và phân phối. Ở phía sau có cái tem phụ công ty Hoàng Dũng ở Gò Dầu, Tây Ninh á. Bao này là bao 20kg nhập nguyên zin. Thành phần của nó là gì? Nó là hữu cơ 54%, đạm lân kali ở 1246, nó tên là on round khoáng, hữu cơ khoáng 1246. Có chữ khoáng có nghĩa là hàm lượng đạm cộng lân cộng kali trên 10%. Trên 10% thì gọi là hữu cơ khoáng các bạn. Thì nghĩa là 12 cộng 4 cộng 6 thì các bạn cũng thấy là nó ra bao nhiêu rồi. Nó ra tới 22% rồi ha. Cho nên gãi cái phân này là không cần dùng thêm NPK gì hết, chỉ cần một loại phân này là đủ. Và hôm rồi vườn của anh Hên Lý mình cho gãi 1,5kg cho một cây, chỉ cần 1,5kg đối với cây này cho một cây là đủ rồi các bạn ha. Đó, bao này là 380.000 mình xin lỗi các bạn, bao này là 380.000 một bao, bao này 20kg, giá hiện tại ha, giá này giá tại kho 380 ha. Rồi đó là về phần phân bón để gãi, sau đó mình có thêm cái NPK vô. Rồi còn về phần thuốc xịt á thì các bạn hôm rồi mình có chia sẻ thuốc xịt của anh Hên Lý á, là thuốc xịt nhện để quản lý nhện là mình đi cái mi tắc rồi. Còn về thuốc xịt về cái quản lý về cái nấm hồng, về cái cho phục hồi cây, về cái kích đọt á thì mình đi cái bộ đôi này. Mình đi cái bộ đôi này. Ha, à, mình đi cái bộ đôi là đi cái men tút với cái ghi đồ nhật này. Mình đi phun phủ, mình phun liên tục gần như vườn của anh Lý là từ anh Hên Lý á, từ lúc mà mình phục hồi vườn tới giờ là mình đi cái bộ đôi này suốt, men tút nhân sâm cây trồng và cái ghi đồ nhật để phủ lý về, dễ xử lý về cái dàn lá để cho bị nấm hồng nấm bệnh gì đó, là cái bộ đôi này 213.000 trong một phi. Mình cũng không chia sẻ này nhiều đâu, tại vì những cái clip khác mình cũng đã chia sẻ rồi. Nhưng mà vườn anh Hên Lý để phun, tại sao phải phun bộ này, ngoài cái vấn đề mà trị bệnh ra thì cái men tút nhân sâm cây trồng của cái bộ sản phẩm của mình á, để làm cho cái vườn của anh Hên Lý đẩy đọt ra đồng loạt, nó đẩy đọt đồng loạt, thì cái đó là cái khác biệt của cái men tút nhân sâm cây trồng. Không cần dùng kích đọt siêu cái rễ gì nha các bạn. Đối với mình không có khái niệm dùng siêu cái đọt, siêu giọt đọt, siêu dưỡng siêu kích gì đó, mình không có dùng trừ siêu hay là giọt đọt này kia nọ. Mình chỉ dùng đối với vườn anh Hên Lý là cái men tút nhân sâm cây trồng này 200 lít nước cho một chai 149.000 cộng chung với hàng ghi đồ nhật là đủ đối với vườn của anh Hên Lý các bạn ha. Rồi đã báo giá rồi, đã chia sẻ, thì bây giờ mình cùng dẫn các bạn đi coi phía sau vườn của anh Hên Lý nó như thế nào. Rồi đi qua đây, đi dài ra phía sau luôn. Đấy bạn, đi qua vườn anh Hên Lý là phải đi qua cây cầu thủy ha. Rồi sau đó là phải đi qua vài clip, nghĩa là trồng khoảng cách này rất là đẹp. Cho nên các bạn hỏi mình khoảng cách trồng sầu riêng là bao nhiêu là đẹp, trồng 7 mét đổ lên là đẹp. Nè các bạn, đọt ra nè, đọt ra rất là đều, đọt này muốn đầu búp ra hả, ra này đọt, này đọt bên hông, còn đọt này nữa nè. Đó, những cái đọt ra, vườn anh Lý nó ra của ra đọt nè, nó phải ra đồng loạt như thế này, nó ra từ trong ra ngoài, và lá ngoài á nó phải bự hơn lá trong, và những dàn lá này sau này nó không còn bệnh hoạn gì hết. Thì bạn cũng thấy dàn lá đẹp tuyệt vời ha. Đi qua vài cây bên kia nó đi, để các bạn nói mình đi có 1 cây 2 cây à, nhìn không có đã. Đi qua vàng dưới này nữa nè,
đó các bạn. Đây qua cây bên này nè, tất cả cây trong vườn của anh Hình Lý ha, đọt ra các bạn thấy không, đọt ra leo nhau từ trong ra ngoài, ra từ trong ra ngoài hết ha, ra từ trong qua từ dưới, từ nhánh cuối cùng đến nhánh tận cùng. Thì cái mentus nó làm cái vấn đề là xử lý về nấm rong, nấm hồng và nó kích đọt. Đó là cái kết quả mà mình đã xử lý trên những cái vườn mà mình thấy nó vậy, nó kích đọt ra cực kỳ hiệu quả. Và các bạn thấy hiện tại vườn của anh Hình Lý được như thế này, cho nên sao kết quả 2 tháng đi kỹ sư thấy để được như thế này các bạn ha. Và lâu lâu thì đến theo dõi vườn của chủ vườn một lần, tại chủ vườn đi theo quy trình của mình mà, cho nên theo dõi để lấy kết quả. Còn về cái xử lý gì vấn đề gì nữa, sâu gầy các bạn hỏi mình đọt ra như thế này thì sao, thì các bạn cộng chung với sâu gầy, cộng chung với mentus, nghĩa là mentus để giải quyết về nấm, về bệnh và phục hồi gầy và để đọt ra đồng loạt rồi, thì các bạn cộng chung với sâu gầy không cũng được, sâu gầy gì cũng được ha, thuốc nhện cộng chung được và thuốc sâu thuốc gầy nào cũng cộng chung được hết, chứ không phải là phải pha riêng. Mình thì không có khái niệm mà pha riêng sâu gầy bệnh, mình cho chung hết đó các bạn. Rồi đi cây vài cây dưới này nữa đi, để một dọc quay các bạn cây phía những cây tiếp theo nè, đọt nó ra như thế này nè, nó ra từ dưới lên trên nè, bạn thấy đọt không, đọt nó phải ra như thế này ha. Rồi chứng tỏ làm sao rễ cực kỳ khỏe thì đọt nó mới ra được như thế này ha, cho nên mình mới dùng gọi là quy trình xử lý rễ và phục hồi cây ha. Nó đi nè, đọt các bạn thấy không, đọt nó ra nè, đọt này ha, đẩy phân vô rồi cho nên đọt nó ra dữ lắm. Thì mình có dặm thêm NPK nha, đương nhiên là hữu cơ là có nền hữu cơ, nhưng mà sau đó mình cũng phải dặm thêm NPK để cho đọt nó gãy ra đồng loạt và nó ra mạnh được, chứ không phải dùng hữu cơ mà không có dùng NPK được, không có khái niệm dùng hữu cơ sinh học hoàn toàn nha các bạn, phải có hóa học vào thì nó mới phát đọt ra mạnh được. Nhưng mà mình ở đưa vô cái hàm lượng NPK ở vườn này chỉ có khoảng 300g trên cây thôi, nó các bạn thấy nè, đọt nó ra nè, cháy thì cháy nhưng mà đọt vẫn ra bình thường ha các bạn ha. Đó cây đó, vườn của anh Hình Lý nó như thế này đó, các bạn thấy đẹp tuyệt vời không, đọt nó ra ba sải, ra đọt từ trong ra ngoài. Rồi các bạn, đây là kết quả của vườn anh Hình Lý theo quy trình của mình theo 2 tháng, thì hiện tại vườn đã đạt như thế này. Tất cả các cây trong vườn đều tỷ lệ đạt 100% là nó ra đọt. Và hiện tại nó như thế này thì mình cứ phun sâu phun gầy định kỳ. Rồi các bạn sẽ hỏi mình gãy phân như thế nào, thì gãy phân á thì trung bình như này nè, đợi cái đọt này nó đang ra thì đợi nó lụa lá, khi nó lụa lá xong rồi thì mình sẽ gãy phân một cử. Và trung bình từ 1.5 tháng mình sẽ mới gãy phân một lần, chứ không phải mình gãy phân liên tục. Và gãy phân hữu cơ, trên nền hữu cơ là mình gãi cái hàng NPK 12, cái hàng hữu cơ khoáng 1246, mình cho gãi trung bình là 1,5 kg tới 2 kg cho một cây ha. Thì vườn này tổng cộng ra 40 cây đó, thì lấy lần hai bao là gãi là đủ. Còn về cái ăn hóa học á, là sau khi gãi phân hữu cơ được tầm khoảng 2 tuần, nghĩa là 10 ngày tới 14 ngày, là sau khi gãi con rau xong mình sẽ đưa vô tầm khoảng 300g tới 400g, tầm khoảng 300g thôi NPK. NPK nào 30-99 cũng được, 22-15-7 cũng được, nghĩa là đạm và lân cao, đạm và lân. À, chứ mình không đi đạm cao dễ xì mũ lắm, mình đi đạm và lân, ví dụ như 21-17-3 nè, 22-15-7, rồi một số dòng như 25-15 thì tùy hãng các bạn ha, hãng nào uy tín chút thì xài, mình thì không nói nhiều về phân bón quá để mất công đụng chạm. Còn về cái thuốc xịt á, thì định kỳ, gần như vườn này định kỳ là xài cái bộ đôi này của mình, là xài mentus và khi đồ nhật cộng chung với sâu gầy, cứ vậy thôi, định kỳ 8 ngày, 10 ngày, 12 ngày xịt cử, chẳng hạn như đọt ra thế này rồi, thì tầm khoảng 8 ngày tới 10 ngày là phun một cử. Mà anh Hình Lý ảnh kỹ lắm, 7 ngày anh xịt luôn rồi, anh không đợi tới 12 ngày luôn các bạn, 7 ngày anh xịt cử, cứ bộ đôi này là cây nó sẽ tốt. Và vườn này nó sẽ cam kết các bạn luôn, vườn này nó tốt hoài như thế này, không có vấn đề hết. Rồi cái đó là mình chia sẻ hiện tại kết quả vườn của anh Lý sau 2 tháng đi theo quy trình của kỹ sư Thái. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại mình để trên video clip của kỹ sư Thái 0986550899, hoặc là cái cửa hàng vật tư nông nghiệp Thuần Thúy chỗ mình kinh doanh đó các bạn. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video clip lần sau.